Nếu bạn thấy chán hay là mệt mỏi, lên xem kênh Đậu Phộng TV. Ta cùng nhau xem ngồi cười thả ga, với những bài học mới cho mọi nhà. Thích tiếng văn mang giá trị cao, hài hước tình cảm các bạn thấy sao? Đạo diễn hay diễn viên đầy tài năng, share với mọi người để view cùng tăng. Ủng hộ cho những bộ phim hài, học thêm được nhiều điều đúng sai. Xem xong nhớ nhấn nút subscribe và đừng quên để lại một like. Yeah. Đậu Phộng TV, 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 Đậu Phộng TV. Dựa vào các thông tin ta thu thập được cùng với lời khai của các nhân chứng có mặt ở hiện trường, sự thật chỉ có một: hung thủ chính là ngươi. Phong cách lạ hả mày? Hip hop hả mày? Ê, hung thủ chưa về bà con ơi. Hung thủ chưa về. Ai trời. Ê, kia. Cái gì? Tao nhớ là tao rủ một mình mày ra đây tao chuộc lỗi thôi. Vậy thì thà cớ gì mày rủ thêm một tập đoàn em gái mưa ra nữa? Bậy. Tôi chỉ rủ đúng một mình em gái tôi thôi, đúng không em? Đúng rồi. Anh hai rủ mình em, nhưng mà em rủ thêm hai bà này nữa. Thấy chưa? Tao... Nếu thí dụ mày không rủ em mày thì làm sao lòi ra hai mắm nhỉ kia? Tao đúng, mày sai. Ủa? Có ba ly chè báo không được hả? Không được thôi về bà. Ơ kìa. Ê, từ từ. Mình có đi ăn ké đâu mà sợ, cái này mình được mời chứ bộ. Đúng không anh hai? Minh, đọc này nè. Đọc gì chơi game mà đọc? Báo này hay lắm, đọc đi. Con báo nào hay ho bằng game á. Ê, tin gì vui vậy? Ờ, vui ha. Tao chưa đọc mà. Ê, mà đọc đi. Một thanh niên bị bạn đâm chết vì mãi chơi điện thoại trên bàn ăn. Vui quá trời. Vui quá ha. Ê, mà nãy mày chỉ vô mặt tao xong rồi sao mày bị quýnh dữ vậy? Vụ gì vậy? Anh hai, hồi sáng ổng nói anh hai ăn cắp quần lót á. Trời, quần lót hả? Nghe là thấy gớm mà chứ ăn cắp. Gớm gì? Có cái quần gót len đỏ luôn á. Tao nghe mà tao muốn nổi cái mụn nhọt lên luôn á. Mày làm thấy ghê vậy mày? Ghê gì? Tao là bị dị ứng với mấy cái đồ không phải chất liệu từ pyjama. Tại sao bữa nay mặc quần tay? Tao đi công chuyện nhưng mà bên trong tao giống mặc cái... Bỏ đi, biết rồi, biết mặc quần trong rồi. Thấy chưa? Tôi nói rồi, anh hai tôi không phải là người ăn cắp đâu. Đúng rồi. Tôi sử dụng thôi mà, nhiều khi nó sai thì sao? Ui, tùm lao quá. Kêu nước uống đi. Khoan. Trước khi kêu nước là để cho tụi tôi tuyên bố lý do cái đã chứ. Nói chung bữa nay tụi tôi rủ mấy bà ra đây là có hai nguyên nhân chính cần thông báo. Nguyên nhân đầu tiên là để củng cố tinh thần và cái đoàn kết của hai dãy trọ. Không? Cái nguyên nhân thứ hai... Chú ơi, cho con ly chè Thái. Cái nguyên nhân thứ hai... Chú ơi, cho con ly chè Bưởi. Nói chung vẫn là cái lý do thứ hai thì... Thôi dạy bà đó luôn đi. Bà kêu gì bà kêu một lần luôn đi. Tôi đang nói mà nhảy vô hoài vậy. Tôi định nói là mấy bà để cho ông Chí Kiệt nói hết đi mà. Đó, xạo xạo. Mày vừa vừa với phải thôi Kiệt. Thì muốn nói gì nói đi. Lẽ quên bà nó luôn rồi nè. Mày nói cho lắm chứ mày quên. Tao với mày tổ chức cái này á là mừng tao mày có việc làm. Nói chung là ở đây ra là để mấy bà chúc mừng tôi với thằng Long có việc làm mới. Hai việc làm mới. Chúc mừng à, chúc mừng à. Làm tốt là làm tốt nha. Ê, vui giùm nhau đi chứ. Vỗ tay nào, vỗ tay, vỗ tay. Chè ra, chè ra kìa, ăn chè thôi. Ăn cháo đó bác. Cái đó bác gì ông bà mình gọi là ăn nhiều chứ ngủ nhiều. Nữa. Nói cái câu đó là bị quýnh mà vẫn nói kìa. Ê ê ê. Nó đúng trường hợp. Nhìn cơ. Cái bài nha, con mèo đen của anh. Ê thì Linh kìa. Ờ, hai tụi mình rủ bạn vô đây chơi chung đi. Ừ. Dễ gì nó chịu vô tụi mình. Để tao đi, để tôi. Bà Linh. Ê. Vô con chè nè. Bà không vô đâu. Chắc ê, này ê, 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 nó
nó ra hiệu vậy là nó đau bụng, nó không ăn mày. Bả ra hiệu vậy có nghĩa là bả có bầu, bả không ăn chè. Đù ghê vậy, có bầu. Hồi sáng giờ đi chơi, em có vui không? Mà đi chơi sáng giờ anh không biết em tên gì hết á. Em tên gì ạ? Em tên Gia Hân. Nó bị gì vậy mày? Ai biết mấy thằng mà ngủ một mình thường có những âm thanh lạ lắm mày. Minh! Dặn Minh! Ai à? Mày bị gì hả mày? Trời, nước biến tèm lem kìa trời. Ôi. Ừ, ngủ vậy? Vậy vậy lẹ đi, đi chơi tụi tao. Trời, vừa hừng tối thôi đã đi ngủ rồi sao? Thì mệt thì ngủ mắt vậy. Xuống đi, xuống qua nhà chú Đạt chơi vui. Đúng rồi, qua nhà chú Đạt chơi vui. Lâu rồi chưa qua thăm ổng á. Đợi tao đánh răng súc miệng với mặt cái tao qua. Trời ơi, tao nghe lộn vậy mày đánh răng súc miệng luôn hả? Tao vẫn chơi á, tao xuống liền. Tao biết mà. Dạy. Nói về trong chú. Mất dạy. Ăn cho mập thay vô cái phòng chủ Đạt cũng lộn là làm sao? Vô nha. Xin lỗi. Vê. Đá cho bà làm gì? Anh đại đi lâu. Chú ra. Mất dạy. Cái phòng mà lộn hai lần là làm sao? Đá cho bà. Hi guys. Gai cũng ngoài em mày mới gọi. Tin không? Ê, có cái chuyện như vậy tự nhiên kéo băng qua nhà đánh chết hay là sao? Chú Đạt nè. Ôi cái phòng. Đúng mất dạy chợ mất cướp cái gì? Đây là cháu ta đó, cháu ta ở nước ngoài mới về, nó là Việt Kiều đó. Việt Kiều? Người ta nói tiếng Anh ba ơi. Nam chơi vô. Are you ready for the revolution baby? Không thể chơi, không thể chơi, không nên chơi, không phải không hả? Chơi gì? Tốt nghiệp theo nó. Do you understand? Nói gì vậy không hiểu. Người ta nói tiếng Việt được kìa. Mày câm cái mỏ mày lại đi. Mấy con kể gì không nói tiếng Việt được. Tao nói nó là Việt Kiều chứ không phải là người nước ngoài. Chính gốc. Cái thằng đi, cái thằng đi. Tên Lâm. Tên Lâm hả? À, tên Lâm. Cháu chú Đạt mới về đúng không? Đúng. Tính về đây ở luôn hả? À không có. Mình về đây mình ở hết hè thôi. Xong cái mình lại bay về bển mình học tiếp. Qua đây làm cái gì đây? Thằng chú ngồi xuống nói chuyện. Ngồi đây đi chứ. Đúng rồi, tôi có cái này là tặng quà cho các bạn. Có quà luôn hả? Có quà luôn. Mày thấy chưa? Hồi nãy chửi cha chửi mẹ nó, giờ nó cho tôi quà. Nhiều khi không phải tặng mình, nó tặng người khác mà lấy lòng mình đó cha. Đúng rồi, này ông bà mình gọi là cưỡi ngựa xem qua. Không tào lao. Đây, chú Đạt một bịch. Cảm ơn. Ba cậu một bịch. Chú cũng có. Ơ trời ơi, bánh bánh kẹo. Bánh kẹo. Đúng rồi. Có bánh kẹo bút của mày nữa. Trời luôn. Cái bánh nạn thì cái thằng cháu là chém bánh chúc chắc. Ba mở ra bớt à. Đã ha. Tôi lựa lắm luôn á. Lựa lắm rồi đó hả? Lựa lắm á. Cũng đã thiệt chứ bao nhiêu màu sắc nè. Hàng ngon. Ăn đi chứ. Ăn luôn hả chú? Ăn bây giờ luôn hả? Lấy ăn giờ đi. Lấy ăn thể hiện sự tình cảm đi nào. Đúng rồi. Nó... Đừng cái sáo. Cái này thì... chấm muối hay chấm mắm nhỉ chú? Cái này để gói hay là cái gì? Một luôn luôn! Xin lỗi. Cái này là của má với lại gì tôi nhờ mua dân, tôi lấy lộn, xin lỗi mấy cậu. Đúng rồi. Trả lễ đi, tặng cho nó cái khác đi. Rồi để tặng cho nó cái khác. Đúng rồi, tặng cho nó cái khác. Tặng đây là như vậy. Chú. Mình á, mình có dư. Cho mượn. Cái này có đem mình là. Chú thông cảm nha, có gì con mua cái khác tặng cho chú ha. Bữa sau đừng mua kẹo nữa. Chú mua gì chú? Mua cà phê với thuốc lá đi. Tối nay tối nào chia ra ăn. Nhưng mà công nhận, nếu như mà mấy cái quần lót đó có dư chia qua tụi đứa nữ thì được. Quần lót. Chú Đạt nói đúng rồi đó. Đúng rồi.
đem qua cho tụi nữ khỏi la làng nữa. Cái này lớn ra về sao mình mua sao? Tại cái này là của má người ta. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy rồi. Ê, ê, ê. Hả? Bây giờ mình đông đủ vậy nè, mình chia đội chơi đi đi tăng đi. Hợp lý, hợp lý. Chia đây, chia đây, chia đây, chia đi đi tăng là cái gì? Phổ biến trò chơi liền Nam. Đi đi tăng là một cái game bắn súng tọa độ đỉnh cao trên điện thoại. Thôi bây giờ vậy, mình 5 người, tao với thằng Kiệt một đội, mày với thằng Việt Kiều một đội, chơi. Tao chết rồi. Lành lắm, chia lại đi ba. Thôi xin lỗi với chú Đạt. Thì chia lại gì đâu, con với thằng Kiệt đội, hai đứa này ăn đội, chơi. Vô game đi bạn. Chia lại, giống là chưa chia đó mà. Ở vậy hả? Rồi. Sao có một mày bắn gì đâu? Tự nhiên tới lượt nó thoát ra rồi. Không phải, tôi canh tọa độ này, bấm nút bắn nó không bắn nè. Nút bắn lúc nào? Mấy nút bờ hôm á. Vậy bà nó luôn đi nút hôm là nút thoát ra ba ơi. Ủa vậy hả? Trời ơi mấy ông ơi, tôi không biết chơi, tôi không thích chơi game đâu. Chú thích chơi gì? Chú thích chơi gay. Cái gì vậy? Hồi nãy chú ba đứa con vô tụi nó nói con là hai gay. Mấy thằng khốn nạn này. Đâu có, không chịu đi học tiếng Anh đi. Đó là hai guys, có nghĩa là chào tụi bay. Đúng rồi, hai guys. Cũng ông không đó, người ta là guys. Ông giục mất cái bãi nước miếng của người ta cái thành gay thôi. Chứ chưa vậy, thích chơi gì? À, không thích chơi gì hết, nhưng mà tôi cũng sắp đi rồi. Không, không biết. Đi là đi về bệnh, đi công chuyện, chuyện á. Đi công chuyện á. Giờ mình chụp tấm hình làm kỷ niệm nha. Để mốt mình đăng lên mạng xã hội rồi năm sau nhắc lại tụi mình. Chồng đi. Cái này là ông bà mình gọi là ăn nhiều chứ ngủ còn nhiều. Nữa hả? Rồi nha. Mà khoan, mình phải chỉnh cái này nè, mình phải lên cái màu này, sắc này rồi bóp bóp cái mặt. Còn gành, gành ghế ta. Vậy không biết sao. Rồi, chụp đi. Vô nha. 1, 2, 3. Gắn chụp nhiều vô mình. Sau này ra đường có gì còn cái ảnh mình để. Người ta gọi là di ảnh. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Ở đây chán quá mình ơi. Ôi bây giờ sách bị bánh về rồi, ra kia kiếm bạn chơi đi, mang tiếp đi. Đây còn ai đâu, tự nhiên đi công chuyện. Bên này có ai đâu. Chú ơi, sao không qua sao qua thăm chú tao nha. Dạ. Có bịch bánh nào uổng ghê, uổng cái công. Tao đã nói là tao chết rồi mà. Khốn nạn, mục đích nó là qua thăm tao, cái rủ mày không chơi, cái tự nhiên nó đi về. Dạ. Ngồi xuống đây. Xuống đây tôi nói chuyện chút thôi. Con gái con lứa gì á mà đi giờ này mới về? Dạ con đi học thêm mà. Trời đất ơi, đi học thêm gì mà ngày nào cũng đi. Nè, nói thiệt đi. Có chuyện gì có giấu tôi không? Con đi làm thêm. Cái gì? Ai cho đi? Trời đất ơi, bộ mày muốn cái gì, lo lắng cái gì chết hay sao vậy? Hả? Dì ơi, con lớn rồi mà. Con biết lo cho con mà. Hân nè, dì nói nghe. Dù sao đi nữa là dì cháu mình cũng là máu mủ. Có chuyện gì á, con nói thiệt cho dì biết nha. Đừng giấu dì nghe không? Dạ con biết rồi. Cái này mà dì cũng nhắc con nữa. Bộ dì tưởng con bị mất trí hả? Chứ làm sao, tôi sợ mày ở chung với tụi nó rồi mày coi tao như người lạ luôn chứ sao. Vậy mốt á, con gặp gì á, con sẽ kêu gì là người lạ ơi nhá. Hay quá ha, cô có tin là tôi cho cô về quê ở với mẹ cô không? Thôi, đi nghỉ ngơi đi, dì nói giỡn chút mà. Đi đi con. Dạ, con lên phòng nha dì. Nè. Dạ. Nhớ coi chừng rồi tụi con trai với nhau. Dạ con biết rồi. Nhớ đó. Dạ. Long. 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 Gì cháy nhà hả vậy? Tao không ngủ được mày ơi. Thôi đi ngủ đi, gán đi. Đi ngủ đi, ngủ đi. Gì, anh em thì tao không ngủ được mà mày cấm đầu mày ngủ sao? Không tâm sự với tao được tiếng nào hả? Rồi nói đi.
sao tao thấy thằng chú Đạt nó có điểm nghi vấn nè mày. Gì? Ai? Thằng cháu của chú Đạt á. Tao nói nha, miệng mồm của mày á, chú Đạt ổng mà vừa nghe được câu đó nha, ổng tát mày về mồm nha. Tao lỡ mồm thôi, ý tao là thằng cháu ổng á, tao thấy nó nghi ngờ của mày. Mày nhớ cái bịch đồ lót của nó không? Tao nghi không phải nó nhầm lẫn đâu. Trời ơi, Kiệt ơi, tao thấy bình thường mà. Thì nó đi nước ngoài về, nó mua đồ cho cô gì chú bác nó mạt. Mày bởi vì mày đa nghi quá à. Mày bớt coi ba cái phim trinh thám rồi Conan gì của mày đi nha. Mày tập trung vô mày học hành rồi mày đi dạy kèm cho người ta nữa kìa. Bởi vậy, riết rồi suy viễn lung tung, nói hoài mà không bao giờ chịu nghe hết á. Riết bởi vậy không muốn nói nữa, mà nói xong á thì cũng nghe quỷ thiệt. Kiệt đó, hôm nay lại dở cái trò thiệt, giận hờn nữa. Anh em nói vài ba câu mà cũng vậy, rồi tính mày ai nói được mày nữa, như con gái à. Kiệt thiệt luôn, nói chuyện mà không trả lời. Bà mẹ, nó vừa mới nói mình á là nó không ngủ được, cần người tâm sự. Chó. Kỳ ta. Hết ngủ được luôn ta. Kiệt ơi. Kiệt. Kiệt, kiệt, kiệt. Ê. Mày dạy kèm tháng nhiều vậy? Hay là đầu tháng mày cho tao mượn tiền được không? Chứ tao mới xin vô làm, tao sợ người ta không cho tao lãnh lương. Có gì tao mượn xong rồi tao lãnh lương tao trả lại cho mày nha. Tại tao gửi về cho ba mẹ tao. Nha Kiệt. Kiệt ơi. Cái gì mà mới trả lời đây không? Kiệt! Dây quẩy giùm tao đi Kiệt ơi. Kiệt, Kiệt ơi. Giao rồi tao. Ngủ đi. Chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa Mác Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết, là hệ thống quan điểm và học thuyết. Khoa học của các Mác và Einstein, khoa học của các Mác và Einstein. Khoa học của các Mác và Engel, khoa học của các Mác và Engel. Và sự phát triển của Lenin. Tư là từ thiên niên kỷ thứ hai, người Hích Sốt đã học cách viết của người Ai Cập để ghi lại các ngôn ngữ của mình. Tình 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 tình. Bạn hả? Không là học hát gì vậy? Tôi đang phổ lời bài học thành bài hát đó. Bộ bà không thấy bình thường lúc nào mình học bài hát cũng nhanh hơn học bài học hả? Học hỏi đi bà. Chủ nghĩa Mác Lênin là hệ thống nhân nhau của chúng ta học ơi. Người Hích Sốt đã học cách viết của người Ai Cập để làm gì? Trời ơi! Giờ này biết mấy giờ chưa? Mà sao mà hay là ồn ào dữ vậy? Để cho người ta ngủ nghe gì chứ? Tụi con đang học bài thi gì ơi? Học gì cũng phải học nhỏ nhỏ thôi, không có học lớn vậy nghe chưa? Dạ. Từ chủ là từ thiên niên kỹ thông quan điều người Hích Sốt đã học cách viết của người là ý. Trời ơi trời, con gái con đứa gì mà bề bộn trời ơi, quần áo tập dở gì vậy, chết rồi. Nè 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 nè, tôi nói cho biết nha, cái ăn ở mà dơ dái kiểu này hả là tôi không bao giờ tôi cho ở nữa nha, tôi đuổi đi hết á, liệu hồn á. Trời ơi. Tí nữa tụi con học xong tụi con dẹp. Một chút nữa học xong là phải dẹp cho tôi à. Tôi mà thấy quần áo mà bề bộn gì à là biết tôi ý nha chưa.
Dạ. Trời ơi, hết nói nổi luôn thiệt. Từ thiên niên kỷ thứ hai người hết số. Dạ. Cái ly của bà nè. Dạ. Và học thêm để người Ai Cập ghi lại. Gì? Sao? Tụi con cảm ơn gì? Cảm ơn vụ gì? Thì dì giả bộ la tụi con nhưng mà lén tụi con lúc ngủ vô đây dọn dẹp giùm tụi con nè. Không có đâu nha. Chẳng qua tôi sợ cái phòng của này ha bề bộn rồi tôi dọn dẹp cho nó gọn thôi nha. Chứ không phải mà tôi vô đây tôi dọn giùm cho mấy người đâu. Một lần nữa mà kiểu này tôi không có chịu đâu nha. Bực mình rồi đó nha. Trời nói mới nhớ rồi mấy đứa ơi, nấu mì đem lên cho mấy đứa ăn. Mà giờ lên cái thấy ngủ hết trơn, cái nãy giờ cái lo dọn quên dở nở hết trơn rồi. Thôi để dì xuống dì nấu cái khác nha, đem lên cho mấy đứa nha. Thôi mất công lắm dì, tụi con cũng đói bụng rồi, chắc tụi con ăn liền cũng được, khỏi nấu lại. Được không? Dạ được. Được. Ăn được không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Rồi, có ngay. Biết vậy ở trong toilet luôn chùa rộ. Sao? Mấy đứa ơi, ăn đi. Ăn đi con. Dạ. Ăn đi để có sức còn học bài vui vui nữa nha hôn. Dạ. Ngon lắm á con. Ăn đi con. Linh. Hồi nãy giờ bà ở trong toilet á, chắc bà mất sức lắm đúng không? Thiếu oxy á, với lại mất nước á. Bà ăn đi. Ăn nhiều vô, dạo này tôi thấy bà ốm yếu lắm rồi đó. Ăn đi, bữa nay tôi thấy bà ốm lắm. Không phải bao giờ cũng được gì Hà nấu mì cho ăn đâu. Họ chị thấy đâu ăn gì đâu đúng không? Mẹ ăn đi. Ăn đi, ăn nhiều lên. Thủ lắm. Mấy bà ăn đi chứ, mấy bà cũng thi mất sức. Bà tụi... ăn trước một miếng đi rồi tụi tôi đi dám ăn. Ăn nhiều vô mới no, ăn gì mà ít xịt để tôi đút cho. Lên. À, rồi. Vô múc nước cho bà nè. À, đó, ăn nhiều vô con, ăn nhiều vô. Ngon ha. Minh Đan, tôi thương bà lắm luôn. Nào, ăn đi. Cái gì? Ăn đi con. Trời ơi, thương yêu nhau quá ha. Để con tự ăn, con tự ăn. Tôi thích thấp nước hơn. Để con tự ăn. Dạ không à. Hồi nãy bà đút cho rồi. Tôi đâu có đút cho bà đâu, tôi chỉ nhường thôi mà. Ăn đi, ớm thì ăn nhiều vô. Đó, ớm ăn nhiều vô con. Thấy chưa con, đúng rồi, nó nói đúng rồi đó con. Dì Hà cũng kêu bà ớm. Ăn đi. Kỳ vậy ta, sao không nổ? Trời ơi, chết rồi. Bữa nay đi thi mà xe vậy rồi sao? Ê! Hả? Xe bị gì vậy? Không biết nữa, tôi đợi không có được. Tương có chút ác mà đi xe cho bự, xích qua coi. Ủa bà đổ xăng xe bà chưa? Lắc đầu là có hay là không? Không. Không vậy đi đổ thì đúng rồi, đợi không được. Không có quên đổ. Cái gì vậy trời? Thiệt đúng là em văn minh, nói chưa, nghe gì không hiểu. Chưa gì? Không chưa bật nè. Rồi, đợi không được rồi. Chuyển qua phần đạp. Ông làm gì ông làm lẹ đi, ông còn thuyết minh chi cho lâu lắc biết tôi gấp đúng không? Tôi giúp bà từ từ. Rồi, xong rồi. Bà cần đi gấp không? Gấp. Lẹ lên xe tôi chở đi. Ừ, đi. Vậy cũng được. Quay. Xe hư. À, quên. Lên xe quên. Tôi. Đi. Cái nón bảo hiểm nữa. Quên. Cái gì thì... Anh với trả em.
Đào đào chút nha. Dạ. Alo. À, tôi nè, đang hớt tóc ở bên 30 size nè. À, hổm dài quen em đó mới, non và xanh lắm. Làm gì từ hồi chuyển qua đây mà hớt tóc bên đây á, cái dính kèo luôn. Chắc mấy em thấy trẻ đẹp cho nên đeo như Sam vậy. Thôi được rồi, khi nào mở hả tôi chén xong rồi cái xe cho mấy chú. Thôi nha, rồi rồi bye nha, hẹn gặp sau nha. Ok. Trời ơi, kiểu này kiểu mới hả chú? Nhìn trẻ đẹp đó. Thôi được rồi, việc đó nha. Rồi rồi xong, cảm ơn. Rồi cảm ơn em nha. Chú. Rồi xong rồi. Trời ơi nhìn trẻ đẹp quá mà. Rồi được rồi em. Xong rồi. Ấy thì anh cũng có công việc. Nhìn trẻ đẹp quá, người kiểu mới mà. Rồi. Cảm ơn em nha. Dạ dạ. Ok. Cảm ơn. Đi nha. Dạ đi. Dạ em chào anh ạ. Dạ cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của Amazon ạ. Dạ sẽ combo 7 bước của anh là 100 ạ. Dạ. Rồi, anh gửi nha. Dạ, anh nhận của mình 100. Dạ, nhằm nâng cao chất lượng anh đánh giá dịch vụ cho em luôn nha anh. Dạ. Được rồi, anh đánh 5 sao luôn. Kiểu này còn đẹp hơn kỳ trước nữa. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Cảm ơn anh đã. Alo. Anh nè. Được rồi, chiều nay anh chở em đi chơi nha. Mèo đen của anh. Bye bye nha, cô mèo đen của anh. Mèo đen. Mấy khứa chồng mới ghê. Nó khoái không? Nhẹ hàng khí khứa. Khí khứa ông đầu kìa. Ngồi dưới cái đèn. Ướt áo luôn, ướt nhẹp hết luôn. Ra. Đây là phòng tắm hơi. Sao đi quay bì 2 vậy? Tao cũng đâu biết ông bì 2 ông đi đâu đâu. Quay bì 2 nhưng mà cái người quay bì 2 đi nè. Đâu? Trời ơi. Trời ơi, Hiên ơi là Hiên. Cái gì vậy ba? Hello, xin chào các bạn. Đây là bì 2 đại diện của chúng tôi. Một trong những con thánh ngủ của công ty. Đụng đâu ngủ đó. Chỉ là nhắm mắt để đó thôi chứ thật sự là không có đâu. Đúng rồi.
quay hả? Để coi những cái con người đang làm mà bạn đi ăn nè. Trời, trời mẹ ơi. Đâu tiền ở đây có thiếu tiền túi chưa trả? Nam, tôi đi massage không? Massage vô. Ra ngoài đi em. Tôi đi massage thẻ nha. Massage thẻ. Đi massage thẻ. Trời ơi, đàn ông con trai yếu đuối gì cha.